Ok, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong cái buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Phần đầu clip như thường lệ, tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Bách Nguyễn, anh em Bảo Phạm, anh em Sơn, anh em Lam, anh em Kunlilu, anh em Vũ Luận, anh em Văn La và cuối cùng là anh em Hải Bếu. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh Game Today để hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Và tôi cũng xin có cái lời nhắn gửi đến anh em Kunilu và anh em Bảo Phạm. Anh em đang xem cái clip này thì anh em hãy inbox cho tôi ở trên fanpage, hoặc là anh em có thể comment ở dưới cái video clip này anh em nhé. Rồi, và hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái trận đấu cuối tuần. Hôm nay tôi sẽ chơi cái gì đây anh em? Chúng ta cần phải có một cái trận đấu mà nó thật sự là nó đặc biệt ở trong cái dịp cuối tuần. Đấy, nên là cái này thì tôi sẽ để tôi xem là chúng ta sẽ được cho những quân bài gì để chúng ta sẽ tận dụng được. Sau đó chúng ta sẽ chuyển về một cái thứ gì đó nó thật sự nó hay ho để phục vụ anh em nhá. Ok anh à. Rồi, cứ từ từ đã anh em ạ. Goblin giai đoạn đầu game là mạnh này. Tôi đang có một cặp ác mộng ở đây nữa. Hy vọng là cái con ác mộng nó sẽ lên 2 sao sớm. Sau đó chúng ta sẽ có thể đánh xoay quanh những cái con như là cái con ác mộng này ở giai đoạn đầu game. Ví dụ như là 3 assassin kẹp các ác mộng ở phía dưới. Đấy, để mà cái con ác mộng này nó sẽ swap một cái con co địch dạng kiểu hunter đứng ở phía sau, swap sang cho assassin đấm. Cướp điên nhá, có cướp điên. Chỗ này có cướp điên à. Nhưng mà từ từ đã. Từ từ. Ở đây có một cái ngon hơn thì cướp điên. Đấy chính là cái chén thánh anh em ạ. Đấy, ở trong cái meta mới là cái chén thánh rất khỏe. Rồi, mình tới anh. Cứ như này đã anh em nhá. Đấy, tại sao lại là một cái chén thánh với một cái ngọc máu? Bởi vì cái chén thánh ấy nó hồi cái lượng máu nó rất lớn. Đấy là nếu mà chúng ta không có một cái con tướng nó lên 2 sao và nó có một cái lượng máu lớn ấy, thì cái chén thánh nó sẽ hồi nó bị dư. Là tôi lấy luôn cái ngọc máu luôn. Sau này có thể ghép cái găng tay Kira cũng được. Đấy, tôi nhìn thấy là cái đội hình này là có thể chơi Kira giai đoạn late game. Có khá nhiều những cái con nó có thể chơi được. Warlock chẳng hạn. Anh em thấy là trận này chơi Warlock cũng rất ngon luôn nhá. Ở trong cái bảng truyền thuyết ấy. Đấy, Warlock gì, Warlock Witcher, một trong cái đội hình hot bây giờ là trong cái trận này chơi được. Warlock Witcher tuyệt vời luôn. Đấy, còn chơi God Warlock thì làm sao cũng được luôn. God Warlock cũng rất là ok. God Warlock trận này là có Zerg, có Dark Spirit. God Warlock thì vẫn là ác mộng co thôi. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta chơi 6 Warlock kẹp với Witcher thì vẫn có thể chơi được luôn trong trận này. Có kiếm hồn. Đấy, có kiếm hồn, tí nữa kẹp với cả thêm cả tục hồn nữa vào trong cái bộ đấy. Cũng khá là vô địch đấy. Chúng ta có con rơi này, có khi là tôi pick thêm một con này đi. Được không? Biết đâu lại được chơi cờ Nai sao? Chơi Nai ở trong cái meta mới này nó cũng rất khỏe anh em ạ. Bọn Nai rất khỏe. Bọn Warrior nó yếu đi rồi không ai chơi. Tôi nghĩ là bọn Nai nó sẽ không sợ Warrior nữa thì nó sẽ có nhiều người chơi thôi. Cái bộ cái này nó chỉ sợ cái bộ Warrior ở cái giai đoạn mà tầm khoảng round 20-21 ấy là bắt đầu rất là sợ Warrior. Thì bây giờ Warrior round 20-21 nó yếu thì vẫn có thể là chơi được cái bộ cái này ngon. Đấy, nhiều người chọn cái bộ này để chơi. Ui, thế thì Warlock rồi này anh em ơi. Từ từ nha. 3 make vào đây này. Được không? Bây giờ ra là cái con ăn mộng. Dồn đồ cho ăn mộng. Đúng Warlock luôn. Trên này khả năng chơi Warlock rồi anh em ạ. Thôi. Bỏ cái line đi. Ra con ăn mộng à? Ăn mộng là ra một con là ngon rồi đấy. Nhưng mà trận này có beat này. Khả năng là chơi beat. Khả năng là sẽ có thằng chơi beat. Trên này có beat là có thể là có chơi với cả Ngộ Không là kẹp được Metalith đấy. Beat Metalith. Thằng này là câu ra hai con Metalith rồi.
Ác mộng gánh được không? Tôi nghĩ là gánh được. Hai con này tôi đã lấy cái chén thánh. Ở cái giai đoạn đầu game là anh em biết là đánh là chắc kèo nào. Chén thánh khỏe lắm anh em ạ. Bây giờ cái chén thánh là một trong những món đánh chuỗi thắng ấy. Nó không phải cái búa xét đâu. Búa xét bây giờ Hunter đánh lởm. Hunter yếu. Bây giờ cũng rất ít người chơi Hunter. Đây rồi. Bây giờ người ta chỉ chơi Hunter khi mà có con máy bay, con Tetsu rồi anh em ạ. Còn gần như là người ta không chơi Goblin Mech hay là mấy cái con kiểu Clyde dạo đầu khỏe hơn nhiều. Ok. Nên 6 thì tôi nghĩ là đội hình như này ổn. Chơi được. Có chén thánh này nó khỏe lắm anh em ạ. Coi như là có thêm con tướng nữa đấy. Cũng một cái chén thánh máu gần hết máu này, giật phát đầy máu luôn. Chưa kể là hết cooldown lại có thể hồi tiếp. Cái lúc mà chỉ còn hai con đánh với hai con nên nó rất khỏe. Cái chén thánh nó hồi máu được hai con. Anh em này. Ra ngựa thì mà thôi nha anh em nhá. Ra bùa lóc nhiều quá thì mà thôi. Trời ơi anh em ơi. Ấm rồi, hai con mèo rồi anh em ơi. Hai con mèo này. Nhưng mà không có tiền mà mua luôn này. Quá đáng sợ. Bài ra nhưng mà không có tiền mua. Phải bán quân đi rồi anh em ạ. Rồi, bán đi. Ưu tiên đương nhiên là phải hai con mèo vào giữ chuỗi rồi. Như này thì nó mạnh hơn này. Như này thì mạnh nhất rồi. Mạnh nhất là sẽ là như này. Nhưng mà chúng ta không có công nghệ mech. Tôi nghĩ là vẫn lên tham một chút. Anh em ạ, vẫn lên tham. Tham một chút. Vừa có công nghệ mech lại, chúng ta lại vừa có chuỗi thắng. Yên tâm, đủ mạnh mà. Ra được hai con mèo ấm rồi. Trở lại tôi nghĩ là form 6 Warlock là chọn đúng người con mình rồi. Chọn đúng người con mình ở đây anh em ạ. Ôi anh em ơi. Xa đâu luôn này. 4 Warlock à. À chưa tôi lại bán cái con ấy rồi. Chưa được. Thế này đi. Vừa nãy tôi bán cái con Doctor rồi. Không là tôi cũng 4 Warlock rồi đấy. Đội hình này thì chúng ta chỉ cần đẩy cấp thôi. Bởi vì là chúng ta ra là con hai con mèo gánh đam được rồi. Thực ra con nào nó cũng có đam anh em ạ. Kể cả là con Zipper hay là con Sound Ripper hay là con Shadow nó đều gây đam hết. Cái lượng đam nó là lớn. Tăng cơ thì cũng có. Vừa có Warlock lại vừa có cái con Sound Ripper hồi máu. Đấy. Sound Ripper hồi máu rồi lại còn có cả con Zipper là nó khá là trâu. Tôi còn chưa tính đến là cái tôi lấy cái chén thánh nữa. Nên là thực sự đây là một cái đội hình mà yên tâm luôn. Yên tâm chơi luôn anh em ạ. Khỏe quá. Tầm này bây giờ thì thôi. Chỉ giữ tiền thôi anh em ạ. Có khi là tôi còn chả cần roll đâu. Ui dồi anh em ơi, ra Velom luôn này. Ô, kiểu như là tôi cứ kiểu như là nó kiểu chân mệnh thiên tử luôn ấy anh em ạ. cái trận đấu này giống kiểu như là chúng ta cứ bài nó cứ đập vào mồm thôi. Anh em thấy không? Warlock nó đập vào mồm luôn. Bây giờ là 4 Warlock rồi đấy. Giữ con Quick Doctor vừa lấy là có khi là 6 Warlock sớm ấy. Đánh ở level 7 là 6 Warlock luôn ấy. Úi dồi, đánh ở level 7 mà có ra đủ 6 Warlock thì nó mạnh cỡ như nào nhỉ anh em nhỉ? Zipper làm co. Đấy, Zipper làm co xong kẹp với cả 4 Warlock. À 6 Warlock. Chắc là cũng là bá lắm ấy. 6 Warlock xong rồi chúng ta có chén thánh nữa thì ui dồi. Vô tư. Chắc là chỉ sợ beat thôi. Đội hình không có đam. Sợ beat thôi chứ còn gặp những cái bộ khác thì vô tư. Mấy cái bộ cái này bây giờ nhiều người chơi beat thì nó cũng không nhiều lắm. Nên là tôi có thể tự tin được trong cái đội hình như thế này. Khả năng mất chuỗi là rất ít. Đấy. Thậm chí là chúng ta có thể có một cái dấp xoay luôn này. Hay là găng tay Kira. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Thực ra bây giờ ghép cái chén thánh nó đủ mạnh rồi ấy. Giáp xoay thì tôi cũng chưa muốn lắm. Găng tay Kira cũng chưa muốn ghép lắm. Từ từ đã. Tôi muốn là có một cái giáp thép hơn anh em ạ. Cuối game thích cái giáp thép hơn. Giáp thép nó bảo kê đồng đội. Giáp nó cộng aura cho cả đồng đội nữa. Giáp xoay này thực ra lít game chơi 6 Warlock nó không tí lắm đâu. Warlock cần gì phải có cái lượng máu đến từ giáp xoay đâu. Nó máu thừa rồi anh em ạ.
Ui, có thằng nó sang soi tôi này. Nhìn xem có giống ăn được không. Nhắm là ăn được thì ạ, sang soi. Làm sao mà ăn được. Tầm này nhìn đội hình mạnh như này, chưa tính là có khả năng hồi máu, lại còn có cái chiến thánh ấy. Quyết định bao nhiêu là những cái yếu tố để có thể là giữ chuỗi này đến round sau round 15. Sau round 15 sau chúng ta chuyển về cái gì thì cái để tính sau. À, bây giờ thì là rất là ok rồi, lên 7 rồi. Tuyệt vời. Chắc là cái tầm này tôi AFK thôi anh em ạ. Còn tôi cũng chả quan tâm người khác chơi gì luôn. Cái đội hình nó quá mạnh rồi. Đấy, bây giờ là chúng ta cứ lên dần lên 8. Nếu mà đủ 6 unlock thì cho vào chơi thôi. Anh em nhỉ? Quá mạnh rồi. Hoặc là bây giờ nếu mà chúng ta có yêu cầu mạnh hơn một chút thì kiếm được một cái con ác mộng 2 sao sớm. Đấy, để yên tâm giữ được cái chuỗi này. Nếu cũng chỉ có cái mong ước nhỏ nhoi là như thế thôi. Con ác mộng lên được 2 sao sớm. Một cái mong ước rất là nhỏ. Quá nhỏ phải không anh em? Rồi. Thật sự là cái tầm này không cần quan tâm đối thủ chơi gì nữa anh em ạ. Đội hình mạnh quá rồi. Mà trận này chơi God hay chơi Witcher đây? God hay Witcher nhỉ anh em nhỉ? Trận này nhìn trong cái bảng truyền thuyết ấy, thấy chơi Witcher khá là ngon đấy. Tôi sẽ lên 8 và tôi sẽ xả tiền một mạnh, thật là mạnh, một mạch để xem là nó ra cái gì rồi chúng ta chơi cái đấy nhá. Ví dụ ra rớt chẳng hạn thì chúng ta chơi God luôn. Và ra con kiếm hồn thì chúng ta chuyển sang chơi Witcher cũng được. Để xem là trận này có ai chơi beat không đã anh em ạ. Xem nào. Trận này có vẻ không ai chơi beat. Nó chơi God được ấy nhỉ. Có Assassin thì đánh God Warlock vẫn không sợ Assassin lắm đó. Nếu mà chơi beat thì tôi sẽ chơi hồn, linh hồn kẹp với cả Witcher kẹp với Warlock. Thì cái bộ đấy nó không sợ beat lắm. Gây đam nó cực kỳ mạnh luôn. Còn bọn Warlock thì nó gây đam nó từ từ hơn. Cái bọn 6 Warlock kẹp God ấy, nó gây đam nó sẽ chậm hơn là cái bọn Witcher. Ok, để xem đã. Cái tầm này cũng chưa biết là đối thủ là họ chuyển về cái gì đâu. Tự dưng lại một lúc sau lại lòi ra thằng nào lại có thằng chơi beat ấy. Thì lúc đấy cũng dở. Nên là chúng ta cũng phải phụ thuộc vào cái việc là bài chúng ta có ra được cái những cái con cò ở trong cái bộ đấy không. Bây giờ mà cái con ăn mộng ấy nó không lên được 2 sao sớm thì khả năng vẫn chơi chuyển về Witcher đó. Ác mộng hoặc là con Shadow lên được 2 sao sớm thì chúng ta chuyển sang Witcher chơi. Nó khá là mượt. Bây giờ còn rất sớm, bây giờ mới đang ở round em thấy là đang ở round 15 thôi. Đấy, chúng ta có một cái đội hình rất mạnh ở đây. Tầm này không đứa nào cắt được chuỗi luôn ấy. Bất chấp đối thủ mà, tôi có quan tâm gì đâu. Chả cần quan tâm, chả cần soi bảng luôn. Chả qua soi để xem là biết là tương lai là chúng ta chuyển về cái gì cho nó hợp lý thôi. Chứ còn cái tầm này vô tư. Không cần phải roll, không cần phải làm gì luôn. Bây giờ chỉ cần up cấp dần thôi. Lên 8 rồi chúng ta có thể chúng ta form dần sang là 4 block trước, sau đó là 6 block sau. Tất nhiên là ở cái giai đoạn này thì tôi không chuyển gì cả. Anh em nhá, đang mạnh rồi. Vừa có cái sức mạnh đội hình, chúng ta lại vừa có cái free roll nữa. Đấy. Ok. À, cứ thế thôi. Bây giờ chả phải làm gì. Tôi cũng muốn là một cái siêu phẩm ra cuối tuần, nhưng có vẻ như là trận đấu này nó không giống như là chúng ta có một siêu phẩm lắm anh em nhỉ. Đấy, bình thường là nếu mà siêu phẩm ấy nó sẽ phải là những cái trận đấu mà chúng ta gặp vô vàn những cái khó khăn, nhà nghèo vượt khó. Đấy, cận kề cái chết hoặc là đi lên từ địa ngục thì nó mới hay. Tầm này trông có vẻ nó đang hơi dễ dàng quá đối với tôi. Bây giờ chỉ hy vọng là cái thằng đang có chuỗi thôi kìa. Nó có đủ khả năng là nó cắt chuỗi tôi rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là khó lắm. Tầm này tự tin rồi anh em ạ. Anh em thấy tôi cầm 7 công nghệ mech tôi không thèm roll này. Anh em biết là cái đội hình nó đã đủ mạnh rồi. Bây giờ vẫn roll lại thua. Nghịch lý lại như thế, để nguyên thì thắng, roll nó lại thua.
Bây giờ roll nhá. Xong tự nhiên roll một lúc xong lại lại tổ hỏa nhập ma, không biết chơi gì. Thế là xong lại bán linh tinh đi phát, thế là thua luôn. Nhiều khi bị thế lắm anh em ạ. Rồi. Trận này khả năng là chơi God Warlock. Có được cái huyết trượng. Thằng này, ô thằng này chưa biết hay sao ấy. Anh em thấy là ở dưới, ở phía dưới nó có một cái con dài cá, nó một chiếc assassin thì nó không thích dài cá đâu. Không biết là chơi beat hay là chơi gì. Đấy, nhưng mà nếu mà chơi beat thì cái tầm này phải 6 beat thì mới ăn được. Chứ còn vớ vẩn kẹp vào assassin cái thứ thì làm sao mà ăn được tô ấy. Ủa, bài nó cứ ra như này thôi anh em ạ. Nó cứ ra form chuẩn bài thôi. Thực ra bây giờ đủ 6 unlock rồi đấy. Nhưng mà cho 6 unlock vào thì nó đang hơi thiếu đam. Nên là tôi giữ cái đội này nó có cái con mèo nó gây đam thì nó vẫn ngon hơn. Hình này nó vẫn đang gọi là chiếm ưu thế. Vừa cái việc là chúng ta tiết kiệm được những cái cú roll, chúng ta có tiền chúng ta roll nữa. Rồi chúng ta lại vừa có cái sức mạnh đội hình nó cũng khá là mạnh, gây đam tốt. Bây giờ chuyển 6 warlock vào thì có thể là chúng ta form được đủ cái đội hình 6 warlock ấy. Nhưng mà nó chưa chắc nó đã mạnh bằng như này đâu. Thậm chí là nó còn yếu hơn thôi. Để cái này vừa có đam này, lại vừa có tăng cơ này. Tăng cơ nó là có luôn. 3 Goblin và 3 Mech là chắc chắn là tăng cơ là khỏe rồi. Đấy, có khả năng hồi máu. Đến từ Zipper. Có búp giáp. Có búp giáp đến từ từ Goblin. Ui, thôi chết mẹ rồi, quả này lắt người luôn đấy. Thôi thế phải roll thôi. Không là không có slot anh em ạ. Ác mộng lên 2 sao phát nào chốt kèo cái nhở. Thì chết rồi, không kịp rồi. Ôi rớt đấy. Thôi bỏ từ từ đã, không kịp rồi, không kịp rồi anh em ơi. Chết tôi rồi, làm nào giờ. Ôi ôi anh em ơi. Ôi ôi chết tôi, không kịp rồi. Ôi ôi chết rồi. Ôi kịp rồi, kịp nhưng mà vấn đề là gì, là bán nhiều quá. Ôi tôi chết tôi rồi, khả năng mất chuỗi không nhở. Xong rồi, đấy anh em thấy không. Có ăn được không? Ơ, đúng không? Thôi xong rồi, nó ăn được rồi. Ui, đấy anh em thấy không? Tôi bảo, tôi biết ngay mà. Nói có sai câu nào đâu. Đã nói rồi. Cứ để nguyên cái đội hình thì không sao. Nhưng mà đấy, cứ roll một cái là tổ hỏa cho mang ngay. Mất chuỗi đúng là kiểu Sida luôn. Lãng nhách thật sự. Đấy, bây giờ lại phải roll. Bởi vì đội hình quá yếu. Sida thật đấy. Bây giờ cái đội cái đội hình bây giờ nó lại mèo, lại không phải là cái Sivet nữa. Thế nên là mà điêu rồi đấy, roll toàn cặp rồi anh em ạ. Anh em nhìn thấy nó điêu không? Anh em thấy nó có điêu không? Toàn cặp là cặp, nó không lên được 2 sao của tôi chứ. Cay thật sự anh em ạ. Không thể tin được luôn đấy. Nó lại điêu có thể. Ôi trời, thằng này chơi gì đấy? À, chơi gì nhở? Chỉ là quá thì mất rồi. Hiệu quả đã dính vào roll cái là toang ngay. Đấy, bây giờ lại level 8 lại hết tiền. Rồi, chán rồi. Level 8 mà chưa đủ 50 tiền luôn này. Nó 20 rồi. Quả đấy mà tôi giữ nguyên đội hình tôi không làm gì cả. Khi thắng đấy anh em ạ. Mà tôi roll xong rồi cuối cùng là tôi mất cái bộ Sivet ở trong cái đội hình. Mất chuỗi Sida. Sida quá mà tôi. Dính quả chốc thật sự luôn. Tâm lý rồi, bị ăn đòn tâm lý rồi. Quả mất chuỗi tâm lý đến hết game luôn đấy anh em ạ. Đùa. Mất chuỗi cho cái thằng mà nó đang có chuỗi cơ. Nó đang có chuỗi cộng 10 mà nó cắt chuỗi của tôi ấy. Thế nếu mà mất chuỗi cho cái thằng yếu yếu không nói, mà mất chuỗi cho cái thằng có chuỗi thì thật sự nó rất là căng thẳng ở đây. Sợ thật, bây giờ có hai thằng nó đang có chuỗi kìa.
Ôi, đừng bảo. Ê, ui mày thế, tôi lại tưởng là lại còn toàn quái nữa thì tôi hết hồn. Sợ là sự. 6 unlock đủ chưa? 6 unlock mà. Cay thật đấy. Đây rồi, ui dồi ôi, bọn mày sao bọn mày không lên 2 sao sớm cho tao. Nhưng mà chưa có 2 god. Bộ này đơn giản là nó mới chỉ là warlock thôi chứ nó chưa có god anh em ạ. Cái con ác mộng không lên 2 sao. Cây giờ chưa lại có beat này. À không phải, thằng này chơi insect. Thằng này là chơi insect kẹp với cả cái con Fallen đang roll. Insect kẹp Fallen kẹp với bộ Witcher, à cái bộ Witcher 2 con đấy anh em ạ. Bộ này quen rồi. Đấy, gậy hack không? Cái bắn trưởng này gậy hack luôn này. Tôi bây giờ tôi lại thành là thọt tiền anh em ạ. Đến bây giờ tôi lại level 8 xong rồi tôi chỉ có chưa được 50 tiền thôi. Mà round 22 rồi. Lẽ ra quả đấy tỉnh táo nếu mà thiếu slot ấy, không roll nữa mà dí một phát thẳng đến 9 luôn. Round vừa rồi có khi ấm. Vừa cắt được chuỗi của nó. Đấy, vừa cắt được chuỗi của nó, vừa giữ được chuỗi của mình. Đội hình mạnh. Không bị xả tiền ở cái round đấy quá nhiều. Đấy, phải bán bớt slot đi. À, thậm chí là những cái con mà chúng ta mua chúng ta vẫn chưa lên được 2 sao. Đúng sai lầm. Mà cái thằng kia chơi khô máu ấy nhỉ, nó xả hết tiền luôn anh em ạ. Ui, 5 dòng này, 5 dòng hết này. Thôi thua. Chịu. Ơ, được không? Được không? 6 unlock. 6 unlock mà ra 2 mà. Ra 2 thì đỡ không sao? Không được. Ui, thằng này lên level 10 rồi ạ. Anh em ơi, có thằng lên level 10 ở round 22. Có già 2, 5 dòng. Phải cướp. Ui, thằng kia bị cắt chuối rồi. Bị cắt chuối rồi anh em ơi. Tôi chết rồi. Khó ở đấy. Cái thằng mà nó đang tưởng là đang sắp chết thì nó lại đang ở level 10 và chơi 5 rồng 6 mét anh em ạ. Căng thẳng đây. Thực ra cái bộ đấy tôi không sợ lắm nếu mà cái con ác mộng của tôi lên ở 2 sao. Nhưng mà ác mộng bây giờ vẫn là 1 sao. Thế chứ bị. Bây giờ chúng ta phải lên 9 dần thôi. Lên 9 dần kiếm 2 gót đã. Kiếm 2 gót đã anh em ạ. Nó chưa có 2 gót. Rubik còn chưa có. Beat này. Này nó chơi beat. Ok bạn ơi. Vẫn trụ được. Lại mất chuối rồi kìa. Ui, mất chuối cho cái thằng lên level 10 anh em ạ. Vãi đài. Cái thằng lên level 10 nó cắt được chuối. Ui chết rồi. Level 10 29 tiền. Level 10 29 tiền và đội hình đã mạnh rồi đấy. Đánh cả 9m à? 9m 5 rồng rồi đó, lết game à? Trận này là chơi được 9m 5 rồng đấy nhá anh em nhá. Có rớt là chơi được rồi. Vậy là chúng ta sẽ phải chơi solo với 9m 5 rồng nhá. Nó xả hết tiền rồi kìa. Đấy, nó vừa có 30 tiền nó cũng xả hết tiền. Nó form bài mạnh nó. Thằng này đi 6 bit. Ui, nó đẩy tôi kìa. 6 bit. Nhưng mà tôi vẫn ăn được anh em ạ. Vẫn ăn được, vẫn ăn được. Mày thế. Cái thằng này 6 bit nhưng mà toàn 6 bit 1 sao anh em ạ. Mầm non vẫn ăn được. Còn mầm non tôi vẫn ăn được thôi. Rồi, chuẩn bị lên 9 thôi. Căng thẳng thật sự. Vừa lấy anh em nhớ tôi có 100% máu, bây giờ tôi còn có 65 máu này. Máu tụt là cũng nhanh đấy anh em ạ. Tụt khá nhanh đấy. Một phát tụt xuống top 3 luôn. Mà mấy cái thằng ở phía dưới nó mạnh lên rồi. 5 rồng 6m, vẫn chưa đến 9m. Vẫn đang tích human. Còn cái thằng này chơi, ui 6 Glacier kẹp với cả Velom à. 6 Glacier kẹp Velom xong rồi kẹp cá. Căng thẳng.
6 Glacier Cà Phê Long và nó đang có hai quả trứng ở phía dưới anh em ạ. Tức là nếu mà quy đổi quả trứng ra Velom thì nó đã là có 5 con Velom đấy nhá anh em nhá. Yêu cầu một cái con Velom 3 sao là nó chỉ cần có 9 con thôi, nó đã có 5 con rồi đấy. Vãi đái. Không biết thằng này nó có dồn trứng cho Velom không, nhưng mà nếu mà dồn trứng cho Velom là cũng khắc nghiệt đấy nhá. Một con Velom 3 sao thì cái đội hình 6 block này có dồn được đam chết nó không? Khó. Trận này bây giờ là phải lấy một cái món đồ nào đấy mà chúng ta có thể là giảm hồi máu của đối thủ. Trận này chơi với cả Velom Glacier thì phải có khả năng giảm hồi máu của Velom, không là nó đập một lúc là nó lại đầy máu ấy. Đây rồi, 4 gót nha anh em nhá. À đâu, chưa đủ. 2 gót, tạ, chưa tạ. Ok. Chứ là chơi đồ chơi gót thì không ngon lắm anh em ạ. Khả năng là tôi sẽ chuyển đến Witcher late game. Chứ này hình như thằng này nó định là chơi đỏ kẹp với cả con ác mộng ấy. Chơi kiểu gót đỏ ác mộng. Gót đỏ ác mộng thì tôi không sợ đâu, bởi vì là chúng ta chơi cái bộ counter mà. 6 block của counter được vào gót đỏ, không sợ. Ok. Lên 10 dần không nhỉ anh em nhỉ? Chờ tham. Đây, 4 warlock, à 6 warlock kẹp với cả 4 god. Tôi đùa anh em thôi, chưa lên 10 làm gì, roll thôi anh em ạ. Ác mộng chưa lên được 2 sao, không bao giờ lên 10 luôn. Hứa với anh em. To phải 2 sao nữa chứ. Đây rồi, đấy bây giờ mới lên 10 được này. Quả trứng. Được. God hay là Witcher. Cái này nếu mà ra thêm được một con Shadow nữa chúng ta chuyển sang Witcher chơi ngoạn luôn. Thằng này nó tham rồi đấy, thằng này rất tham nhá, thằng này rất tham nhá. Thằng này rất tham, khả năng là trận này tôi ăn rồi. Bởi vì tôi là God rồi, tôi chuyển sang God Warlock rồi. Thằng này tham thật đấy. Cái tầm này mà vẫn giữ Human, 6 Human ạ. Round 27 rồi ông vẫn giữ 6 Human. Không, chơi 5 rồng anh em ơi, chơi 5 rồng 6 mét. Ui, thế này thì chắc chắn là Witcher rồi. Thế thôi tôi kiếm con Tabu rồi đây. Này chắc chắn là Witcher rồi anh em ạ. Ra kiếm hồn rồi. Ok. Và trước khi chúng ta chuyển sang Witcher thì tôi vẫn chơi gót một thời gian nữa. Ủa, để tôi trong cái khoảng thời gian đấy tôi sẽ kiếm thêm một con Shadow nữa sau chúng ta chuyển sang chơi Witcher. Hai con Shadow lổ đam anh em nhá. Quá tuyệt vời. Rồi, được. Đồ này chơi Witcher ngon hơn anh em ạ. Warlock thì thường nó sợ gót Warlock ấy, nó thường nó sẽ phải có cái ngọc giảm hồi chiêu với cả cái tẩu ấy, cái tẩu hồi máu ấy. Nhưng mà trận này không có. Gặp con đỏ vô tư. Đó. Meteorite đỏ à? Nhưng mà lại chưa form được. Lại có chuỗi này. Ui. Thế thì thôi anh em ạ. Tôi biết tôi phải chơi cái gì rồi. Tôi biết tôi phải chơi cái gì rồi. Roll tiếp rồi. Roll rồi. Đánh cả level 9 thôi xong rồi. Con này đây là 2 con 2 sao. Tiếp vào. Ok, đủ bộ rồi nha anh em nhá. Thôi được. Tôi biết tôi phải chơi cái gì rồi anh em ơi. Đây, nó như này này. Thôi xong. Ok. 9 con, thừa một con à. Đây, bỏ con này ra. Rồi. Đây nó phải gọi là line up bom nguyên tử. Dọn đội hình đối thủ cho một lớp nhạc.
Ui ôi. Long phải khá trâu. Trâu này. Cắt chuỗi luôn. Quá tuyệt vời anh em ạ. Đùa. Đây nó phải gọi là light up bom nguyên tử mất. Ôi lên dần đến 10 rồi anh em. Tiền nó phát gần 100 tiền luôn mà. Ui lại trượng ma pháp này. Sivet 4 con kết hợp với Sivet 2 con kết hợp với cả Witcher. Line up tối thượng của bộ Witcher ở đây rồi. Tí nữa lên level 10 chúng ta kẹp được thêm cái tộc linh hồn nữa thôi. Đấy, kẹp thêm cái con ác mộng vào để được cái tộc linh hồn. Thế là chúng ta mắc binh ở bộ này, vừa có Warlock vừa có linh hồn. Đồ thì dồn cho hai con thôi, một là con mèo, hai là con Shadow. Đánh tay dồn cho mèo 5 đô, còn bắn trưởng dồn cho Shadow hết. Bài vô địch. Bây giờ đối thủ gặp tôi là trong khoảng 3 giây là bay màu thôi anh em ạ. Đây là nó gọi là lineup bom nguyên tử. Anh em nhìn kìa. Có xoay quạt cho. Nói chung là cũng không cần phải đến 3 cái xoay quạt đâu. Hai cái là đã đủ bay toàn bộ đội hình địch rồi. Thế hack nhỉ. Ok. Mạnh quá rồi. Rồi, lên 10. Đấy, lên 10 chúng ta sẽ là như này. Xong. Bây giờ chỉ có roll kiếm hồn và con mèo thôi. Roll kiếm hồn lên 2 sao, mèo 5 đô lên 2 sao là xong. Đấy, hết. Hết bài. Quá kinh khủng. Line up này là một cái line up mà rất là hay. Đấy, khi mà chúng ta gặp beat ấy, chúng ta xoay như này thì chúng ta sẽ không sợ beat nữa. Nhưng khi mà chúng ta chơi 6 lock, đấy, chúng ta gặp beat thì chúng ta có thể xoay như này. Chấp kẹp cá luôn, chấp là beat kẹp 4 cá. Đấy, thường là beat kẹp 4 cá để counter vào gót lock thì chuyển sang như này thì chấp luôn. Ôi ôi anh em ơi. 3 giây anh em ạ, đúng 3 giây thôi. Xa đâu gây được là anh em nhìn thấy đó là gần 18.000 đam. Quá kinh khủng. Mạnh thật sự. Mắc binh rồi. Này bây giờ chỉ lên được kiếm hồn lên 2 sao này. Với cả mèo 2 đô, à mèo 5 đô lên được 2 sao đâu. Là nó là mắc binh rồi đấy, nó không thể mạnh hơn được nữa rồi. Chúng ta sẽ có 3 con Shadow nó thi nhau là múa quạt. Kèm theo đấy là ba con mèo cầm đồ nữa, cầm đồ đánh tay nữa ở phía dưới. Và cái đội hình này nhá, Shadow nó sẽ được hưởng rất nhiều những cái con ở trên bàn cờ ấy. Nếu mà nó càng nhiều thì những cái tia của nó ấy, bắn ra nó càng nhiều. Bình thường là nó giới hạn là ở level 10 nó sẽ là 21 tia. Đấy thì ở đây là ở level 10 là cộng thêm được thêm 2 con nữa. Không phải 2 con, nhầm. Đấy mà cộng thêm 3 con nữa, 3 tường nữa tôi đánh rồi giống như ở level 13 vậy. Ok. Ui chết rồi, trông thế. Không ổn. Phải có đột chống hồi máu nhá. Không ổn. Nó BKB, thằng này BKB. Mẹ, thảo nào, đấy, bị counter bởi BKB. Line up khủng nhưng mà lại bị counter bởi BKB. Chết thật, thôi được rồi, có không sao tôi vẫn giữ một cái món đồ này ngon nghẻ ở đây. Đấy chính là cái giáp băng để chống hồi máu. Tôi sẽ ghép cái giáp băng. Đây có giáp băng anh em ạ. Vừa nãy tôi đã cẩn thận tôi để cái món đồ này tôi chưa ghép rồi. Rồi dồn đồ cho mèo 5 đô. Đây là đồ còn lại nữa. Cái layup này nha, nó bắn trưởng rất mạnh. Đấy. Coi như là đánh là 13 con đấy, 13 con ở level 13 luôn. Nó còn mạnh hơn là level 12 cơ. Anh em chơi human anh em lên 12 vẫn không mạnh bằng như này. Đấy, cái số lượng tia ở con này là đó là mắc rồi. Nó là nhiều nhất rồi. Gần như là hai con xoài quạt là bay toàn bộ đội hình. Không đến con thứ ba đâu. Ừ anh em nhìn này. Thằng này nó chơi gì? Thằng này là nó chơi cái bộ 6 đỏ kẹp với cả 4 con thuộc tộc linh hồn đấy anh em ạ. Đấy, gồm có chúa quỷ này, cái con God Kid và con
con ác mộng đấy, nó kích hoạt cái bộ sáo đỏ với cả linh hồn đấy. Nhưng mà chỉ cần hai squad nó bay màu, mà cái bộ đấy là cái bộ cực kỳ trâu nhá, cực kỳ trâu luôn. Nên phải đăng sức mạnh của mình khỏe lắm anh em ạ. Rồi, úi dồi ôi, quả trứng này kéo hồn lên 2 sao rồi. Rồi, thế là mắc binh rồi anh em ạ. Sức mạnh tối đa rồi, không thể hơn được nữa rồi. Không hơn được nữa nha anh em nhá. Không hơn được nữa, kéo hồn lên 2 sao là hết. Bài này hết bài. Đấy, mạnh mắc binh rồi. Ôi nhưng mà đối thủ ra là cái con Velomancer 3 sao kìa, nhưng mà nó bị hack. Ôi dồi, Velomancer 3 sao bị hack chết luôn kìa. 23 máu bay màu luôn. Quá khủng khiếp anh em ơi. Ôi, đối thủ có một cái con Velomancer 3 sao trang bị cái đồ áo giáp thiên thần BKB cuối ấy, mà coi như là vào bị hack phát là bay màu luôn. Không kịp động tay động chân gì cả, chưa kịp làm gì hết. Đối thủ toàn bộ đội hình bay trong vòng một nốt nhạc. Quá kinh khủng anh em ạ. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhé. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và lấy con thời gian để anh em thử chọn clip bên trái. Một trong những siêu phẩm hay nhất ở trên kênh Game Today từ lúc làm video clip đến bây giờ. Anh em nhá, hành lắm anh em tin tôi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Một cái trận đấu mà lần đầu tiên tôi muốn đối thủ phải mạnh hơn, phải khỏe hơn nữa để có thể kéo dài trận đấu hơn. Tại sao như vậy? Mời anh em xem clip bên phải anh em nhá. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể donate cũng như là đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc và link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!